Xin kính chào quý anh chị. Phía trước của chúng ta đây là mẫu nhà một trệt một lầu quý anh chị ha. Mẫu nhà này bán theo chính sách nhà ở xã hội thuộc dự án Richland Residence quý anh chị, thuộc phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Huy đang di chuyển vào bên trong căn nhà quý anh chị ha. Đây là khu vực tầng trệt quý anh chị nè, khu vực phòng khách của căn nhà. Không gian rất là rộng và thoáng quý anh chị ha. Tiếp theo Huy đi di chuyển vào khu vực bếp của anh chị, khu vực bếp của căn nhà. Thì mua nhà thì được hỗ trợ lãi suất chỉ 4.8% của anh chị một năm, và hỗ trợ được cố định trong 25 năm của anh chị. Rất là tuyệt vời về cái mức cái lãi suất mà khi mình sở hữu được một căn nhà phố mà đầy đủ tiện nghi. Vị trí rất là đẹp quý anh chị, nằm trong cái dự án mà hiện đại sang trọng và được quy hoạch cái hạ tầng giao thông, điện âm nước máy đồng bộ hết quý anh chị, không có gì phải vào bàn luôn đó. Đây là cái khu vực nhà vệ sinh quý anh chị nè, dưới tầng trệt nè. Và đây là cái khu vực sau nhà, cái khu vực để phơi đồ, rửa chén như vậy ha. Một căn nhà ở đây thì tầm khoảng chỉ 1 tỷ 6 một căn quý chị. Nhưng mà mua theo chính sách nhà ở xã hội, quý anh chị thanh toán rất là giản và được hỗ trợ mức lãi suất rất là thấp. Thì nhà ở xã hội thì quý anh chị phải thuộc đối tượng được mua nhà ở xã hội. Thì Huy xin nói sơ bộ, thì nếu quý anh chị đã có hộ khẩu mà thường trú ở Bình Dương, quý anh chị chưa có nhà, chưa có đất, và quý anh chị không phải đóng thuế thu nhập cá nhân thường xuyên, thì quý anh chị đa phần là đủ đã đủ điều kiện. Còn đối với quý anh chị đang tạm trú, thì thời gian tạm trú quý anh chị phải từ 12 tháng đổ lên, và quý anh chị có đóng bảo hiểm xã hội ở Bình Dương từ 12 tháng đổ lên. Đó thì quý anh chị sẽ có đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Quý anh chị quan tâm thì hãy liên hệ với Huy qua hotline ở góc phải màn hình để Huy tư vấn thêm cho nó đầy đủ và chi tiết. Đây là cái khu vực ở tại tầng 1 quý anh chị ha, cái phòng ngủ đầu tiên tại tầng 1 quý anh chị. Đây khu vực lan can của nhà nè, quý vị di chuyển ra ngoài lan can cho quý vị coi nè. Đó, đây mình sang cái khu vực phòng ngủ thứ hai tại tầng 1. Nó được bố trí cửa sổ luôn quý vị ha, để đón gió và ánh sáng tự nhiên. Nhà ở xã hội này là bàn giao hoàn thiện cơ bản và tặng kèm quý anh chị gói nội thất 100 triệu quý vị ha. Đây là khu vực bàn thờ tại tầng 1 của chị ha. Mình di chuyển ra cái khu vực lan can của chị nè, để đón gió và ánh sáng tự nhiên luôn. Vừa rồi đó là Huy đã cập nhật đến quý anh chị những cái hình ảnh thực tế của cái mẫu nhà một trệt một lầu, nhà và ở bán theo chính sách nhà ở xã hội tại dự án Richland Residence thuộc phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
Đây là cái khu vực giếng trời của chị ha, đón ánh sáng tự nhiên tại khu vực cầu thang, nên quý chị thấy ánh sáng trong cái căn nhà luôn sáng, không phải cái bật điện luôn. Cảm ơn quý chị đã xem video đến thời điểm này nhé. Nếu quý chị quan tâm thì hãy liên hệ với Huy qua hotline ở góc phải màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại quý chị.